Chào mừng mọi người đến với kênh Phương. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với tập 4 của series hướng dẫn sự giàu từ căn bản đến nâng cao. Và bài hôm nay cụ thể là mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ tĩnh vật. Và mẫu chúng ta làm một cái miếng bánh kem. Thì ở cái mẫu này với mục tiêu hướng dẫn cho mọi người đó là ôn lại những cái kỹ năng ở những cái bài trước và cách mà chúng ta thể hiện những cái chi tiết ở trong một cái bài vẽ sơn dầu. Ví dụ như là chúng ta sẽ diễn tả chất liệu làm sao, các cái nét cọ đi những cái chi tiết nhỏ như thế nào. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài thôi. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ có các dụng cụ cần thiết sau đây. Đầu tiên là cọ, rồi mình sẽ có cái cứng ha. Đây là cọ cọ lông heo, đó, cọ lông cứng để chúng ta thể vẽ được cái bài này. Cái phần này mình có nói ở video tập 1 những cái điều cơ bản cần biết ha. Tiếp theo là mình có bề mặt toan. Toan hôm nay chúng ta dùng là toan 20-20 để chúng ta vẽ cái mẫu cái bánh kem này. Do mẫu của mình nó là khổ vuông cho nên là mình sẽ lấy một cái toan vuông luôn. Tiếp theo là mình sẽ dùng dầu dầu thông. Mình sẽ bỏ vào cái nắp màu trắng này nhé. Ok, dầu thông. Bên trái cái nắp màu vàng này mình sẽ bỏ vào dầu lâm vào ha. Là dầu lâm. Và sau đó mình sẽ lấy sơn. Sơn thì các bạn khi lấy các bạn nhớ để theo thứ tự cho dễ dễ khi mà chúng ta pha màu ha. Mình sẽ lấy màu trắng Vitamin Y. Đây là màu vàng chanh. Đỏ thì trong bài này mình cũng có dùng không nhiều lắm ha. Màu đỏ thì đỏ crimson lay. Do cái ánh đỏ trong cái bài này nó sẽ hơi ngã sang hồng chút, mình sẽ nói nó nằm ở đâu ha. Màu xanh. Coban. Ultramarine.
Một rule number. Bên Sienna còn đâu cháy. Mình còn một màu xám. Xám đậm. Sẽ còn một cái màu xanh lá sáng nữa. Lý do mà khi mà chúng ta vẽ chúng ta cần nhiều màu như thế này vì thực ra là màu chúng ta có thể pha trộn để tạo ra cái màu sắc như chúng ta muốn. Tuy nhiên là đôi lúc chúng ta phải cần cái độ tươi của màu cũng như là cần nhanh chóng trong việc pha màu, cho nên chúng ta sẽ cần thêm những cái màu phụ ha. Chứ nếu mà chúng ta pha hoài thì chúng ta sẽ rất là mất thời gian với nó, và nhiều khi là cái màu thực tế chúng ta pha nó sẽ không được như những màu mà chúng ta mua nguyên gốc đâu. Đó. Rồi, và chúng ta đã lấy xong màu và bắt đầu vào cái phần bài vẽ thôi. Rồi, như vậy là mình sẽ bắt đầu vào cái bài này với cách vẽ kỹ thuật ướt trên ướt. Đơn giản là chúng ta sẽ có một buổi để vẽ thôi, thì cái kỹ thuật chúng ta sẽ vẽ trong cái bài này là kỹ thuật ướt trên ướt. Và để vẽ ướt trên ướt ở cái bài này thì chúng ta sẽ có nhiều cái cách để vẽ lắm ha. Thì ở đây mình sẽ vẽ theo cái cách ở cái bài ở cái phần tập 3 về phong cảnh hôm trước, là chúng ta sẽ vẽ đơn sắc, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lên màu dần. Ở cái bài này thì mình sẽ vẽ theo một cái cách hơi khác hơn một xíu, là mình sẽ block trước bằng một cái màu nâu ha, nâu bên Sienna này, nâu cháy, và mình sẽ dùng dầu thông để pha loãng nó ra, và chúng ta sẽ lót toàn bộ cho cái mặt toang này để nó có một cái màu đậm. Lý do là chúng ta sẽ cần màu đậm để chúng ta sẽ tăng sáng cái phần nền này lên ở những cái bước sau. Nếu chúng ta để sáng lên hẳn luôn thì nó sẽ không có được cái độ sâu của cái bức tranh. Lót trước một lớp mỏng như thế này, nhớ là chúng ta sẽ dùng dầu thông nha để lót mỏng. Rồi, sau cái phần lót này thì bắt đầu chúng ta sẽ phát hình. Chúng ta sẽ lấy cái cọ nhỏ thôi, phát hình. Thì mẫu chúng ta đã in ra nó tương đối bằng với cái canvas của mình rồi, cho nên là mình sẽ đo 1:1 ha, như bề ngang của cái cạnh này là bao nhiêu thì chúng ta sẽ đo qua đây, dấu lại chiều cao, đo vào và đánh dấu. Bề ngang cái cạnh giấy đến phần bánh là bao nhiêu, đo và đánh dấu. Tương tự
Rồi, cái cạnh này dấu lại chiều cao của cạnh bánh, dấu lại rồi cái cạnh này nữa, dấu lại có chiều cao cạnh này, vị trí cạnh này thì nó sẽ nằm hơn cỡ này, vét lại chỗ này là một đường cong. Xuống miếng bánh rồi cái dĩa thì cái cạnh dĩa nó cầm gần đây, mình thấy nó chạm với cái mí này quá cho nên mình hạ thấp xuống nha mọi người, cũng muốn nó dính ngay cái mí này lắm không có đẹp, để hạ xuống và lúc này nó sẽ thành một cái hình elip. Thêm một cái cây clip nữa đây, nó có một cái thành cái gì á cái này thì này nó vòng một bên này đấy, như vậy là chúng ta phát xong cái phần chính rồi, bây giờ nó có một cái quả nhỏ nhỏ trên đây, mình này ước chừng được ha. Thì ở cái bài này cái phần phát hình nó khá là đơn giản thôi, nhớ là lúc nào chúng ta cũng sẽ lấy cái phần tổng thể chiều ngang nè, chiều cao nè, sau đó chúng ta sẽ tìm các cái phần nhỏ hơn ở bên trong, tìm các cái phần nhỏ hơn bên trong. Vì khi mà chúng ta có cái phần nhỏ hơn rồi chúng ta mới đầu nối lại thì nó sẽ tạo ra hình ha. Và sau cái phần này thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái phần màu của cái vật thể. Thì cái phần màu nó sẽ dính đến cái phần sáng tối nữa, cho nên là chúng ta sẽ để ý ánh sáng nó sẽ chiếu từ bên trái sang bên phải và nó tạo ra bóng đổ. Lúc này chúng ta sẽ có cái phần bóng của cái dĩa và cái bánh đi qua phía bên đây, và màu lúc này nó sẽ là màu xám đậm, màu xám đậm. Cái nền này cảm giác là nó đang là màu xám trắng, cho nên là bóng nó sẽ là xám xám đậm. Ở phần này thì nếu sơn chúng ta khô quá thì chúng ta thể pha thêm dầu chút, còn nếu sơn mà nó không khô thì chúng ta vẽ trực tiếp lên, tại vì bản chất ở cái nền chúng ta đã có lớp dầu rồi nha, để chúng ta đã lót đầu á nó đã có một lớp dầu rồi. Bạn lưu ý là chúng ta sẽ đi theo cạnh của vật thể nè, các cái đường tọt. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ làm cái phần bóng này vào bên trong này luôn, tại vì cái phần dĩa này cũng là dĩa trắng, phải không? Bóng từ đây xuống đây, ta thêm vào luôn. Rồi cái phần màu xám này nó sẽ chạy lên trên cái thành bánh này luôn. Chúng ta để ý cái nét cọ nè, thấy không? Dường như cái này nó sẽ vòng theo cái này, cái này thì bắt đầu nó sẽ có độ ngang qua đây, bóng ngang qua đây, còn cái bánh này nó đứng thì chúng ta sẽ đánh nét sơn đứng theo ha. Có cái màu xám cái bóng như này nét ra. Okay.
bên đây nữa nha. Bên đây có cái phần tối nữa. Sáng chiếu từ đây qua mà cái cảnh này nó cao lên nên nó sẽ càng sáng. Đặt cái tối lại. Bóng nó rồi nó sẽ hơi đổ ngang ra trên cái dĩa. Đây là sáng tối rồi nha mọi người. Trong phần sáng tối thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với cái phần nền ha. Cái nền này mình đã nói là cái nền trắng xám. Thì mặc dù nó là trắng, nhưng mà trắng nó không phải bao gồm màu trắng tinh, mà trắng nó sẽ bao gồm những cái ánh sáng khác lên trên nó tạo nên những cái màu trắng khác nhau. Ví dụ như những cái phần này mình sẽ thấy là trắng nó có độ xanh hơn đó. Trắng ở dưới này thì mình sẽ cảm giác là nó hơi có cái độ hơi tím hơn một chút. Cho nên khi chúng ta pha cái màu là chúng ta phải để ý ha. Thường thì mình hay gọi là nóng lạnh đó. Nếu mà người cảm giác tốt về màu, ví dụ như mình để ý, mình so sánh là mình sẽ biết là nóng lạnh là sao. Ví dụ như đây mình nói trắng, nhưng mà so trắng này với trắng chỗ này thì mình sẽ thấy kiểu chỗ này nó ấm hơn, chỗ này nó lạnh hơn. Đấy. Rồi. Do như vậy cho nên khi chúng ta dùng màu, chúng ta sẽ để ý là như mình phải lấy trắng ra nè, màu mình nói là nó lạnh hơn thì lúc này mình sẽ cho thêm xanh chẳng hạn đó. Hôm nay mình sẽ cho một chút dầu thông và một chút dầu lanh nha. Chút thông và lanh. Nếu thông không, mọi người xem ở lại tập 1 á, là mình có nói là nếu mà chúng ta cho thông thì không thì sao, nó sẽ bị phá sơn ha. Tự như lúc ban đầu mình lóng là cái sơn bị phá ra, nó không có thịt nhiều và nó bị vỡ cái hạt sơn. Khi mình cho dầu lanh thì sẽ không bị ha. So chỗ này với chỗ này nó ấm lại, thì nó ấm lại thì chỗ này nó sẽ có ngã sang những cái màu, một là cam hay là vàng hay gì đó để giúp cho cái màu nó ấm lại. Thì nó ấm lại thôi cho nên không phải là nó ngã sang hoàn toàn, cho nên khi chúng ta cộng màu là chúng ta chỉ cho một chút cái màu mình cho nó nóng lên thôi nè, chứ không có cho quá nhiều vậy nó sẽ bị ngã sang. Ví dụ như cho nhiều vàng quá nó sẽ ngã sang vàng quá nhiều, hoặc là mình cho xanh vào vàng nhiều quá thiếu trắng thì lúc này nó sẽ bị ngã sang thành xanh lá. Chúng ta phải để ý. Xanh này mình dùng là xanh cobalt ha. Cọ đi nền thì mình cần cái mảng nó to cho nên mình sẽ dùng cọ hơi lớn một chút. Các bạn để ý là cái cạnh mình đi sơn mình sẽ đi theo sát cái cạnh của vật này. Ở đây thì cái giác là nó sẽ hơi tối lại một xíu, mình sẽ cho một chút màu xám đậm là tối lại một chút. Đấy.
nhìn sáng hơn, cho thêm trắng. Các bạn cứ để ý cách mình đi cọ ha. Rồi nó vòng xuống. Thấy không? Cái nét của mình lúc nó sẽ phải dứt khoát và dài nét ra. Có những chỗ mình sẽ đi ngắn nét. Rồi dưới mình sẽ có cánh nó hơi tím, cho nên lúc này nãy mình đã là cái crimson lay nè, mình sẽ cho một chút vào và mình cho một chút xanh vào thì nó sẽ ra màu tím. Có khi các bạn sẽ thấy cái màu tím nó lên nó không rõ đâu, chứ là nhiều khi mình không phát hiện ra là nó có ánh tím luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy nhiều khi mình cho nó rõ hơn so với mắt mình thấy thì nhìn nó sẽ thú vị hơn. Dù như mình thấy ở trong cái phần này mình cho nó tím lên hơn thì so với phần mẫu mình sẽ thấy là nó thú vị hơn. Chút ultramarine ha, ngã xanh lại một xíu, xanh đậm ultramarine ha. Vì trong cái màu ultramarine nó có xu hướng ngã sang tím hơn nên mình đã cho chuyển cái này, bắt đầu mình cái màu nó sẽ kế cận nhau hơn á, khi mình chuyển màu nó sẽ dễ hơn. Trả về màu xanh. Rồi màu xanh coban lại một chút. Và mình có cho một chút với cái màu xanh vàng lúc nãy. Chút ánh tím vào. Rồi, đó là phần nền thôi. Bây giờ tiếp tục ở bên trong một chút xíu nữa. Thì ở đây mình sẽ thấy là cái dĩa có màu khá là tương tự ha. Tại vì cái dĩa cũng màu trắng luôn, cùng với nền luôn. Cho nên lúc này mình vẽ cái phần dĩa dễ rồi, y chang như vậy luôn. Nghĩ là cái phần nào nó lạnh ha. Hai màu thì như nãy giờ thôi, những cái màu tương tự. Rồi, bạn để ý quan trọng bây giờ các bạn để ý cách đặt cọ lên. Nếu cái cọ của bạn đặt xuống mà nó đúng với cái mạng đó thì các bạn có thể lấy cái cọ lớn đó luôn. Còn nếu mà cái nét của chúng ta bự hơn thì chúng ta nên đổi cọ nha. Dưới đây thì bắt đầu cái màu nó sẽ có cái ánh hơi nóng hơn nên trắng mình sẽ cho một chút cam. Rồi, xong. Bắt đầu chúng ta sẽ vào cái phần bánh kem. Thì cái phần bánh kem chúng ta sẽ để ý một chút ở cái phần này. À,
cái phần này. Và khi mà chúng ta bắt đầu vẽ cái phần lớp bấm thì các bạn sẽ để ý này, ngay cái chỗ này nó sẽ có cái độ bong xốp của cái chất của cái lớp bánh ha. Như vậy thì cái bề mặt này nó sẽ bị rổ này, thì không thể nào mà chúng ta ngồi chúng ta vẽ chấm từng cái ha. Thì chúng ta sẽ để ý là chúng ta khi vẽ cái này chúng ta sẽ lót đậm cho cái phần bấm, nghĩa là chúng ta thấy cái này nó màu gì thì mình phải cho một cái màu đậm hơn cho nó, chứ chúng ta không dùng cái màu đúng của nó ha. Thì lúc này bây giờ mình sẽ lót đậm thì cái màu nó khá là tối, và cái chất bấm thì thường nó là làm từ trứng mà, nó sẽ có cái ánh vàng chẳng hạn, nên là vàng thì sẽ dùng nâu á, nâu như mọi người đẹp mà sẽ có màu blue number này. Chúng ta muốn có ánh vàng một chút, chúng ta sẽ cho nâu này cộng với màu vàng gà nhé. Ok, mình sẽ lót lên trên này. Cái màu thì mình cảm thấy là nó hơi một màu này, không thể sẽ hơi đều ha. Nên mình sẽ thêm màu ultramarine vào một chút, và mình cho nó vào các vị trí góc. Rồi. Tiếp theo là tới cái phần lớp đây là như là giống như là cái bức trình dây vậy đó. Thì cái lớp này nó sẽ hơi cam. Lớp này ta sẽ lấy màu cam chúng ta lót lên ha. Một chút dầu thanh, một chút dầu lông, lộn một chút dầu thông, một chút dầu lạnh nha mọi người. Sorry mọi người. Rồi, mình đẹp sẽ lót như này lại. Đấy, như vậy là mình đã lót tương đối xong cái bài rồi đó. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đẩy sâu dần vào trong bài. Khi đẩy sâu thì các bạn còn nhớ bài trước không? Thì chúng ta sẽ đẩy sâu vào những cái phần nào? Phần tối trước, tối trước sáng sau, xa trước gần sau, thì cái phần này không gian nó không có nhiều quá, giống như là cái bài trước đó của mình là bài phong cảnh ha. Tuy nhiên là nếu tính xa trước gần sau thì đó là nền trước nè, sau đó mình sẽ làm cái gần hơn chút về cái dĩa nè, xong rồi cái bánh này. Thì cái phần nền lúc này á của chúng ta nó khá là đơn giản, cho nên là chúng ta lót ban đầu gần như là tương đối ổn rồi, cho nên là mình sẽ giữ nguyên như vậy luôn, và mình sẽ đi kỹ cái phần bóng ở đây. Cái phần bóng thì mình lúc ban đầu mình lót xám, tuy nhiên cái thực chất là nó có xám đều như thế này không? Không thể rồi ha. Chúng ta vẽ giống như cái bên ngoài này vậy, nó sẽ có chỗ nóng chỗ lạnh, và cái chỗ nóng chỗ lạnh này khi các bạn nhìn trên mẫu thì nó khá là khó thấy, cũng như là cảm giác của mỗi người nó cũng sẽ không có giống nhau. Nên ở đây thì mình tương đối là theo cảm tính mà, và chúng ta lên nó một cách tương đối, nó không cần giống y chang ha, chỉ cần chúng ta theo cái độ đậm. Ví dụ như bây giờ nó là xám, và như nãy mình nói là chỗ nào mình cảm giác nó nóng thì chúng ta pha nó ấm hơn một chút, chỗ nào mình thấy nó lạnh thì chúng ta sẽ pha thêm xanh để cho nó lạnh cái màu đi. Chúng ta sẽ đặt các cái
màu nóng lạnh kế nhau như thế này. Thấy nó hơi tím nữa. Thì chúng ta sẽ thêm vào các cái màu mà chúng ta quan sát được ở cái phần này. Ra ngoài thì màu nó sẽ sáng ra một chút, cho nên là mình để cho thêm vàng chút xíu. Mục tiêu đó là làm sao vì chúng ta pha nó phải ra được cái phần tối và phần sáng. Phần nền là cái phần mà mình không có muốn nó xốp quá, mình muốn nó mỏng thôi ha. Các bạn thấy mình sẽ pha khá là mỏng. Mình đang thiếu trắng nha, mình sẽ thêm màu trắng. Pha lại tím một chút. Mình sẽ lấy trắng vàng này mình cộng với tím. Rồi, bắt đầu mình sẽ cho nó chuyển ra cái phần ở bên ngoài. Ta chồng cái màu nó lên. Trên này mà vuốt ra như thế này, các bạn để ý nè. Cận cảnh. Khi mình đặt cái sơn cuốn ra, cuốn ra thì mình sẽ thấy cái chỗ này đó, nó bắt đầu nó xước ra, nó làm cho cái ranh giới nó không rõ mà nó mờ đi ha. Còn nếu mình chỉ đi màu này và màu kia thôi thì nó sẽ rất là nét ha. Nên mình sẽ cần một cái ranh giới nó mờ ảo lại giữa hai cái mảng đó. Rồi ở trong này mình cũng hơi sáng hơn một chút. Thì chúng ta phải lấy cái màu sáng này luôn, chúng ta cài vào trong đây, nhẹ nhàng vuốt qua. Thì nếu chúng ta làm như thế này, mặc dù sáng này chúng ta để ngoài này được, nhưng mà chúng ta để vào trong đây nó sẽ không bị quá sáng. Nếu chúng ta biết cách làm, sẽ lấy màu sáng này chấm vào đây. Chúng ta hơi kéo nhẹ ở cái biên này để cho nó quyện lại với cái màu đang ướt trước đó. Đó là vì sao mình nói là khi thuốc ướt trên ướt vậy chạy nha. Nó sẽ cần các cái màu sắc mà nó còn đang ướt như thế. Để chúng ta tạo nên cái màu sắc cho nó. Rồi như vậy thì tương tự vào trong cái phần dĩa này cũng vậy ha. Các cái màu mình ta đã pha ban nãy mình sẽ không nói lại pha như thế nào nữa nha. Thì nó lặp lại thôi và các bạn phải để ý thì mình là cái chỗ màu nào nó nóng hay là nó lỏng. Bạn để ý cách mình pha và các bạn sử dụng thêm trong cái khu vực này nãy là mình cho trắng rồi vàng rồi có tím rồi ha. Cảnh này nó sẽ hơi có cái ánh nhạt vàng chút á, do cái mảnh này nó hắt ra hắt trên. Chúng
cho một chút màu tím. Đấy, đây sẽ tạo ra đây là cái bóng của cái thằng này, nó đổ lúc này về độ sáng thì nó không chênh lệch nhiều, nhưng mà về màu thì nó khác, nó làm cho chúng ta cảm giác khác biệt về mặt không gian ha. Rồi bên đây xong, làm cái đây tương tự luôn nha mọi người. Này mình thấy nó có cái ánh tím nha, mình sẽ cho ánh tím lại. Ánh trên đây thì mình cảm giác là nó sẽ nóng hơn, nóng thì mình sẽ cho cam hồng. Tại với cái màu xám ban đầu ra đây, cánh thì bắt đầu nó sẽ hơi ngã bè một chút. Rồi xong cái phần bóng này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ làm tiếp cái phần bánh ở trong đây. Những cái phần mà nhấn sáng lên ở bên trong bài của mình thì mình sẽ làm ở cái lớp tiếp theo nữa sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần bánh, thì cái phần mặt màu trắng này nó lại tương tự, nó giống lúc đầu mình nói, lúc mình lót á mình có nói nó tương tự nha, nó sẽ dùng tương tự thôi. Đây mình sẽ muốn cho nó hơi có chút xanh lá ha. Xám mà có chút xanh lá trong đây để nó có sự khác biệt giữa cái dĩa bánh và cái phần bánh ở trên đây, không muốn cho nó giống quá ha. Đây mình sẽ cho một chút màu xanh lại. Này mình sẽ lên cái cỏ nhỏ hơn để chi tiết hơn ở đây. Cẩn thận những chỗ này ha. Rồi tiếp là tới cái phần này. Phần này bắt đầu nó cũng tương tự, màu sẽ tăng sáng dần lên. Này còn
sẽ nhỏ. Cái lớp này tiếp tục, bây giờ mình đã xong cái lớp màu tối của cái kem này rồi, bắt đầu mình sẽ lên cái phần màu sáng. Phần màu sáng thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ dùng trắng hẳn ha, thì chúng ta chưa biết cái độ sáng hơn một chút là bao nhiêu nên chúng ta sẽ dùng sáng hẳn, lên vào những cái phần sáng hẳn luôn. Chúng ta sẽ dùng màu trắng tinh luôn, chúng ta sẽ kéo vào trong cái phần kem ở trên đây ha. Thì sơn lúc này có thể hơi dày một chút, như ta chét kem vậy đó ha. Sơn này có hơi dày một chút. Mình sẽ yên tâm là vẽ trắng hẳn vì lý do là thực chất là cái sơn chúng ta đang còn ướt và không thể nào là nó trắng tinh được khi mà chúng ta vẽ lên như thế. Cho nên là cứ lên trắng thôi, rồi một nét nó quyện với cái màu bên dưới nó sẽ ra một cái màu tối hơn. Sau đó thì một nét mình sẽ nhấn trắng hẳn lên thêm nữa. Ví dụ như chỗ này, mình thấy cái chỗ này, chi tiết ở chỗ này thì nó sẽ có xám không, mà nó sẽ lấy một trắng hẳn mà mình cho ở đây, mình quyện hai cái màu lại để ra một cái lớp trung gian ở chỗ này. Sướt quá, nhìn nó xốp hơn, có thịt hơn, kem mà không thịt của nó. Rồi xong cái phần này thì bắt đầu mình sẽ tới cái lớp bấm nước bánh. Nước bánh ở đây thì nó sẽ có các lớp sau đây, lớp mỏng ở trên là lớp màu cam cam đây này, sau đó là một lớp kem, nhưng mà kem ở đây nó sẽ hơi vàng cam một chút, sẽ dùng trắng hơi có vàng chanh một chút màu cam. Rồi mình sẽ đi cái lớp kem này ở đây. Sau đó tới một cái lớp màu bánh, chúng ta sẽ lấy cái màu này mình chia hàng cho nó ha, chia hàng ra bánh lớp kem nè, lớp bánh ở dưới nè, rồi lớp kem, rồi lớp bánh ở dưới đáy nữa. Rồi chia hàng ra xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ pha cái màu của lớp bánh ở trên này. Lớp bánh này nó sẽ có cái màu hơi xu hướng vàng nâu, vàng và màu nâu nâu rung mờ ha, vàng nâu như thế này. Tuy nhiên là nó sáng cho nên nó sẽ thêm trắng. Bắt đầu vẽ lên
chúng ta để ý cái lớp này. Rồi lớp này mình sẽ khi mình vẽ mình lấy sơn dày lên nè. Để ý là lấy sơn, thấy không? Cái đầu sơn thịt không thấy không? Để vào thì cái này đặt vào là ta sẽ xoay cỏ, di chuyển cỏ sao cho cái cỏ nó không có từng vợt theo kiểu kia nữa, mà nó sẽ di chuyển như này để tạo ra nhiều cái lỗ trống. Tạo ra những cái lỗ trống để di chuyển như này. Sẽ đi tới như lùi trên đây, nó có đưa nó lùi đó. Rồi lớp dưới thì cái màu có vẻ là nó sẽ hơi sáng hơn một chút và có vẻ là sẽ hơi tươi màu hơn, thì mình sẽ cho vàng chanh đó, trắng vàng chanh và cộng với cái màu lúc ban nãy. Rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp cái lớp kem đó, đó. Cái ánh này có vẻ là nó sẽ hơi có một chút màu cam chứ không có phải vàng không, cho chút cam vào. Rồi. Lớp kem nó lớp này nó sẽ hơi tương tự. Cái sơn của mình sẽ hơi có những cái vệt dài hơn, to hơn. Không có rổ nhiều như bên trên ha. Đây nó sẽ có những cái miếng hay gì đó nằm ở trong đây thì mình sẽ vẽ sau ha. Rồi hiện sẵn cái màu này mình sẽ làm cho cái lớp dưới này luôn. Đó, nhớ là phải hơi sướt sướt và chừa lại một số chỗ đậm, nhìn nó mới có sớt cái phần kem lên. Rồi cái phần còn lại là phần bánh, mình sẽ pha lại cái màu á. Rồi xong cái này rồi, bây giờ mình sẽ làm cho cái phần cái quả trên này giống như trân châu vậy. Ok, giờ mình sẽ cần màu cam nè và màu tím. Các bạn nào có mua màu tím thì khỏi pha ha, pha cobalt và màu crimson lay ha, màu đỏ hồng này. Rồi chúng ta mới pha cái màu tím đó với cái màu cam. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy cái màu cam của mình nó sẽ nằm bị ngã sang màu tối hơn. Thì cái mình quả của mình nó sẽ có bên sáng bên tối. Đó, giờ mình sẽ phải để bên tối nè. Đó. Sau đó chúng ta mới lấy cái màu sáng hơn. Vẽ bằng bên sáng. Sáng thì có thêm vàng ha. Rồi, chúng ta sẽ hơi kéo cái cọ ở giữa cạnh sáng và tối lại. Rồi. Như vậy là tương đối là chúng ta đã
xong được cái phần phủ lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đẩy sâu thêm nữa vào các chi tiết. Rồi mình sẽ dùng cọ nhỏ. Và các bạn để ý đây giúp mình nha. Rồi, ngay cái chỗ này. Đấy. Em nhớ chỗ này nè. Thì lúc này ngay cái quả này chúng ta sẽ để ý phân tích là ánh sáng nó chiếu lại qua nè. Ở đây sáng, ở đây tối và phía dưới này nó sẽ có phản quang. Nha. Cho nên là khi chúng ta vẽ thì chúng ta nhớ trong cái bài của mình sáng và tối có nhưng mà phản quang chưa có. Phản quang lúc này thì nó sẽ là cái màu cam cộng với cái màu nâu lúc nãy, nhưng mà chúng ta nhớ là trong tối cho nên chúng ta sẽ cho một chút màu xám vào và chúng ta cho một chút trắng thì nó sáng lên một chút ha. Xám vào là để cho nó bớt đi cái độ tươi của màu. Trắng vào là để tăng cái độ sáng của nó lên thì nó mới sáng ra mới phản quang được ha. Cái này nó hơi chi tiết nha, cứ thử đi. Cọ. Đặt xuống lấy cái cặp. Nhẹ nhàng đặt xuống lấy cái cặp. Đi vào bổng của nó. Đi vào chi tiết chỗ này. Chi tiết chỗ này. Ở phần trên này thì bắt đầu nó sáng, nó lạnh hơn. Ở phần trên này thì bắt đầu nó sáng, nó lạnh hơn. Sẽ cho một chút xanh. Sẽ cho một chút xanh. Do cái này nó bị phản quang của cái kem trắng rất là nhiều. Góc này. Rồi đó, sáng rồi rồi đó. Rồi bây giờ mình cho lại với cái màu tối. Rồi. Phần sáng trắng vàng. Một trắng và vàng chanh ha. Mình có cho một chút màu cam vào. Chút xíu màu cam vào. Rồi, rồi nhấn sáng. Mình nhớ mình đặt sơn xuống rồi. Đó, mình dỡ ra. Sơn nó giữ cái thịt trên đây ha. Đừng có hút nhiều quá. Đi tiếp theo là cứ đặt sơn. Kéo nó ra. Đừng có nhút tới nhút lui cái mặt phần đó nhiều quá. Những cái phần chi tiết này nó cần thịt. Có thể còn dù như phần giữa chỗ này với chỗ này nó cần êm, nó mới hơi vuốt nhẹ nhẹ là. Có cái phần lớn bóng sáng, nó sẽ nhấn bóng sáng lên cái này. Rồi giờ cái phần kem, cái phần lớp cam cam ở ngoài đó, mình chỉ đi kỹ lại thôi.
lạnh chút, dù trên này không hầu nó cho nó hơi nóng một chút. Tức là mình cho cam mà cho một chút đỏ thì nó sẽ nóng hơn một chút. Này vẽ chi tiết lại thì nhớ sơn dày một chút xíu ha. Đây một chút nó sẽ có độ hơi lạnh một chút, cho một chút xanh lá vào để cái màu nó lạnh xuống. Mình cho một chút màu trắng, tay đây có nó có trắng là giờ mình cho vào luôn đó. Xuống nhưng mà nó phải sáng. Chúng ta cho màu tương phản vô cái nó sẽ bị tối màu lại, nên nó sẽ thêm trắng lên những phần đó. Màu có thể cho thêm chút xanh tím vào. Đó. Tím này trộn với cái màu cam này vô ha. Cho. Ở đây nếu các bạn có cái cọ là nhỏ hơn nữa thì các bạn có thể lấy ha. Hơi khô mình cho một chút dầu lanh vào. Lúc này mình sẽ bớt dầu thông lại. Tại vì nếu mà dầu thông thì nó sẽ làm cho phá sơn thì nó sẽ lên cái này nó không được ha. Chỉ làm loãng sơn thôi. Đây. Thì nó loãng nhưng mà nó vẫn còn thịt. Chút xíu cho cái nó chỗ này. Rồi, lớp dưới là lớp kem. Trắng vàng chỗ này thật nhiều vô chút ha.
cho một chút màu trắng hẳn vào cái góc này, có chỗ ánh sáng nhiều chút. Ok, nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy donate cho mình để mình có thể đầu tư vào những cái nội dung phong phú hơn ở các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi mình sẽ từ cái lớp kem mà bắt đầu mình xuống tiếp tới lớp bánh bên dưới. Thì cái lớp bánh bên dưới thì bắt đầu mình lại cũng tăng sáng lại. Và cái lớp bánh này nó sẽ có cái ánh có cái phần cam cam một chút. À, cộng cái màng màng này cũng nhớ nha, sơn mình chích nó dày một chút rồi để nhẹ nhàng à, sơn nó sẽ bám vào đó. Sơn nó sẽ bám vào. Mình thì không thích nó một màu nó chạy hoài ha, thì mình sẽ có cộng với cam với tím một chút, thay đổi một xíu. Rồi đầu tiên lớp bánh ở dưới thì cái màu lúc mình nãy mình đã có rồi đó. Đây, nó đây, nó là đây. Thế mà, nhưng mà mình nghĩ là mọi người nên cho một chút xanh lá và trắng vào cái màu lúc ban nãy mình pha. Xanh lá và trắng một chút thôi nha, nào. Cho màu nó sáng lên nha. Để thêm trắng một chút nữa nếu là thấy nó không đủ sáng. Lúc này các bạn nhớ giữa cái lớp này và cái lớp bên nãy mình lên đó, thì nó cũng sẽ thay đổi cái phần sáng, nhưng mà mình không có tăng sáng hết tất tần tật giống như ban đầu. Lúc này mình lại cũng phải chừa những cái phần hơi hơi tối. Chấm một chút đó. Thử vậy ở dưới cũng là lớp bánh này cho nên mình sẽ làm đó. Lớp dưới này thì mình sẽ cho một chút màu bên xe này màu nâu cháy thêm vào. Lý do là mình muốn cái màu nó sẽ thay đổi một chút, không có lặp đi lặp lại ngoài. Đấy. Mình sẽ thêm trắng thêm chút nữa nhé. Còn bạn nói là sao biết nào trắng hay lúc nào cộng màu nâu hay gì đó, các bạn phải quan sát ở trên cái bài của chính mình, thì mỗi người pha cái màu nó sẽ không có thể nào giống nhau được. Bạn phải coi là cái độ trong cái bài của mình nó đang cần màu tối hay cần màu sáng, nó đang có bị nóng quá không cần màu lạnh thêm. Nhưng mình đang thấy màu dưới này nó sẽ cần màu lạnh thêm một chút nữa. Mình thêm xanh dương luôn, thêm xanh dương một chút vô với cái màu ban nãy.
rồi có được cái lớp bánh thì bắt đầu tới cái lớp kem này, thì chúng ta sẽ thêm cái lớp thạch ở bên trong trước. Đó, lớp này màu nó màu cam nè, sẽ thêm lớp thạch trước ha. Đó, mình nhấn lớp thạch lại. Cái này nó hơi đậm cho chút màu tím vào. Tím cam rồi, tím trước đó, này này nó có một vài cái chỗ nó hơi đậm cho tím trước, cam lại. Mình để ý chỗ nào nó cam, chỗ nào nó màu tím nha, nó màu đậm màu nhạt á. Chi cam có thể cho cam vàng thì độ sáng tối của màu được. Rồi bắt đầu mình mới cho cái lớp kem lại lần nữa. À, lúc này thì mình sẽ này né cái gì né cái nước thật mà người vừa vẽ ra ha. Đó. Nhớ pha nhiều nhiều sơn để sơn nó có thịt ha. Tí cá nhỏ nữa là nó không có chính xác hoàn toàn được. Đây là một cái bài mình như mình đã nói ban đầu là mình mong muốn mọi người có thể luyện tập cái sự tỉ mỉ. Ở cái bài trước thì cái màu sắc nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà nó không có đòi hỏi mọi người phải cẩn thận và tỉ mỉ như ở cái bài này. Đây nó cần cái độ chi tiết. Còn cái độ chi tiết trong cái bài của mình. Rồi bây giờ mình sẽ xuống tiếp cái lớp kem mình dưới. Cũng phải to. Thêm từ từ nha. Rồi giờ đang hoàn thành cẩn thận và tỉ mỉ ha. Tập.
Rồi cái rìa này thì nó sẽ có một chút sáng của lớp kem. Rìa này. Chút sáng lớp đã mỏng ngoài này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng trắng tinh để cho vào cái phần trắng của lớp kem ở đây. Cũng dùng sơn dày ha. Cái phần này xuống tới đây thì nó không được trắng lắm nên kéo vào. Rồi lên tới đây bước. Rồi xong chỗ lớp kem thì có chỗ này nó có bóng đổ nha. Thấy màu đậm nước lại cho chỗ này. Rồi lấy màu trắng tinh nhúng nhẹ lại một chút vào cái phần này để cho nó thật cái kem nó dày lên. Bóng bóng lấy một sáng trắng đi thẳng ra trong đây, lúc này nó còn ướt á nên là nó sẽ không trắng hẳn đâu. Mình hơi kéo đè cọ xuống xíu, mình hơi ấn cái cọ kéo thịt nó bị mỏng ra ha. Còn nếu mà mình để nhẹ thì cái sơn nó sẽ bám lên trên đó và nó sẽ trắng tinh luôn. Ví dụ như trong này thì để nhẹ xuống thì nó sẽ trắng luôn. Còn nếu mình thấy ấn thì em sẽ cạo chung với lớp sơn bên dưới. Rồi xong được cái phần kem ở đây. Đấy, cái phần sáng của cái bánh này nó sẽ soi phóng xuống dưới đây, cho nên sẽ lấy một chút trắng vàng á, kéo từ đây kéo xuống để cắt cái độ bóng cái dĩa. Rồi cái cạnh dĩa lúc này cũng sẽ sáng lên, nên lúc này trắng ha. Cái cạnh gì đó không sẽ chứng sáng cạnh gì đó. Thôi bây giờ là gần cuối rồi, đường xong rồi nha mọi người. Người thấy bài này có đơn giản không ạ? À? Không hề phức tạp xíu xíu nào hết, nó y như những cái gì mình đã học những cái bài trước đó ha. Chỉ có là nó sẽ đòi hỏi mình hơi tỉ mỉ hơn. Thank you.
sáng hơn một xíu. Cái bóng của bên này nó sâu lắm này, nên nó sáng chút. Bóng ở đây rồi, hôm nay sáng hẳn luôn. Ở đây nó xa nha, đúng không? Hơi vuốt nó mỏng lại chút nha, đừng để sơn dài quá ở đây. Nó rất là sáng hẳn, nhưng mà nó nằm ở xa hơn, để cho sơn nó mỏng lại chút. Để dùng trắng xanh để mình cho vào trong cái phần bên trong tối, bóng người bên trong tối như này thì nó ra trong tối mà không thể nào trắng tinh được. Chỉ là có thể là trắng tím mà. Xong, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài vẽ chiếc bánh kem ha. Và bài hôm nay đến đây là hết. Và đây là thành phẩm ngày hôm nay của chúng mình. Bài ngày hôm nay thì tổng kết lại là mình đã làm được những gì nào. Đó là chúng ta đã vẽ được một cái bức tranh có các cái màu nóng, màu lạnh nè. Một cái tĩnh vật thì nó sẽ có ánh sáng chiếu vào vật như thế nào, diễn tả chất liệu làm sao, và những cái chi tiết chúng ta phải tỉ mỉ như thế nào. Đó là những gì mà chúng ta đã học được ngày hôm nay. Hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Các bạn hãy like, share, subscribe và ấn nút cái chuông để nhận những cái thông báo video tiếp theo của mình nhé. Bye bye, tạm biệt mọi người.